giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2024-2025 khởi tranh từ 26 tháng 10-2024. Xem đỉnh nhất trên FPT Play. Xin được kính chào quý vị khán giả thân yêu của FPT Play và chúng ta đang đến với những hình ảnh trực tiếp từ sân vận động Long An, nơi mà đội chủ nhà Long An ngày hôm nay họ sẽ tiếp đón câu lạc bộ BVFC NAD. Đây là trận đấu mở màn của giải nhất quốc gia bia sao vàng mùa giải năm 2024-2025. Ngày hôm nay thì đội chủ nhà Long An họ sẽ ra sân với các cầu thủ mang áo số 1, đó là thủ thành Bảo Duy, số 5 Thành Đạt, số 6 đội trưởng Hoàng Huy, số 10 Cao Hoàng Tú, số 11 đó là Minh Tiến, số 17 Hoàng Anh, số 21 Đăng Thọ, số 22 đó là Hùng Khang, số 27 Anh Vũ, số 29 Thế Nam và số 38 đó là Phước Bảo. Huấn luyện viên trưởng của đội chủ nhà đó là ông Trịnh Duy Quang. Trọng tài Nguyễn Văn Tạo sẽ là người điều hành chính trận đấu này cùng với hai trợ lý là Nguyễn Hải Đăng và Huỳnh Thành Sơn, và Trần Văn Trọng là trọng tài thứ tư. Đối với BVFC NAD ngày hôm nay họ sẽ ra sân với các cầu thủ mang áo số 5, đó là Đức Nam, số 6 Ngọc Bảo, số 7 Rian Hà, số 8 đội trưởng Huỳnh Công Đến, số 12 Bảo Long, số 17 Thái Ba Đạt, số 19 đó là Đức Phú, số 22 Xuân Nam, số 27 Ngọc Sơn, thủ thành mang áo số 33 Phí Minh Long và số 66 đó là Minh Đoàn. Huấn luyện viên trưởng của BVFC NAD đó là Jeromino. Và như vậy là hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa Long An và BVFC NAD, trận đấu tại vòng đấu mở màn của giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng mùa giải năm 2024-2025 cũng đã được bắt đầu. Trên màn ảnh của chúng ta đó là ông Trịnh Duy Quang, huấn luyện viên trưởng của đội chủ nhà Long An. Bóng vẫn còn dành cho BVFC NAD. Sẽ là phạt góc tiếp tục dành cho đội khách. Từ thủ đường bóng vào đó là của Rihanna. Ở cánh phải thì hướng lên bóng của BVFC NAD thì người thực hiện sẽ là Rian Hà. Ở cánh trái thì sẽ là Thái Bá Đạt. Chơi bóng. Khá nguy hiểm cơ hội. Thêm một pha đá đâu. Không vào. Huỳnh Công Đến. Huỳnh Công Đến vẫn đang tiếp tục là đội trưởng của BVFC NAD. Giờ là lỗi rồi. Đội chủ nhà Long An họ vừa thoát thua trong một pha bóng mà Bảo Duy đã chơi không thực sự an toàn. Ở pha bóng đầu tiên, khi mà Bảo Duy đấm bóng ra đúng vào vị trí của các cầu thủ đội khách. Huỳnh Công Đến. Cơ hội. Thái Bá Đạt. Sút ngay. Không vào. Và bay người xuất sắc của Bảo Duy. Lời đe dọa thật sự nguy hiểm mà Thái Bá Đạt vừa gửi đến hàng phòng ngự và cũng như là thủ thành Bảo Duy. Rihanna vẫn còn. Và sau đó thì bóng nằm gọn trong tay của Bảo Duy. Cú đá phạt trước đó của Rihanna, bóng đã không thể vượt qua được hàng rào của Long An. Còn đây là cú đá bồi rất nhanh của Minh Đoàn. Điều đó sẽ khiến cho thể lực của họ sẽ bị giảm sút rất nhanh. Hoàng Tú cơ hội chưa thể dứt điểm khi mà Ngọc Bảo đã có một pha sọt bóng chính xác trước khi mà số 10 có thể dứt điểm. Chúng ta vừa nhắc về Hoàng Tú về khả năng bứt tốc đoạn ngắn, và đây là một pha bóng điển hình như vậy, chưa thể phát động quả bóng nhanh lên phía bên trên. Bóng vẫn còn trong cuộc. Rihanna treo bao, cơ hội không bao. Xuân Nam vẫn còn. Bóng lộn xộn. Thái Bá Đạt đã ngã ra nhưng không có tiếng còi nào được cất lên. Thêm một quả tạt sớm. Làm tường xuống Nam. Huỳnh Công Đến. Thêm một quả tạt vào đã đâu. Vẫn chưa thể thành công. Và đánh đầu vừa rồi thuộc về Đức Phú, tiền về trung tâm của đội khách. Hãy cùng chờ xem tình huống đây. Khá nguy hiểm. Tình huống xoay và sút đến từ Cao Hoàng Tú.
nhưng chỉ đủ để mang về cho Long An một quả đá phạt góc mà thôi. Thả bá đạt khá nguy hiểm, bóng lộn xộn, cơ hội không bao. Đó là cú đá của Rian Hà. Bóng bật ra tìm đến đúng Rian Hà. Sóng gió thì vẫn chưa trôi qua trước khung thành của Bảo Duy. Đánh đâu không bao. Đó là pha đánh đầu của Xuân Nam. Một cái ôm đầu tiếc nuối của Xuân Nam. Hoàng Anh đánh đâu sẽ không có phạt góc dành cho đội chủ nhà. Còn vậy như là bóng vừa chạm vào Phước Bảo, bóng không hướng đến được Quang Kiệt. Xuân Nam, động tác giả của Xuân Nam. Xuân Nam căng ngang lại một lần nữa thì những tình huống tạt vào, những tình huống chuyền vào đến từ hai biên của BVF CND, bóng quá sâu. Và Bảo Duy vẫn làm tốt với những pha bóng đơn giản như thế này. Treo bóng. Bóng hai, không vào. Lại là Minh Đoàn với những pha bóng hai. Và sẽ không có phạt góc dành cho BVF CND. Minh Đoàn luôn rất sẵn sàng với những pha bóng kiểu như vậy. Bóng bật ra tìm đến đúng vị trí của anh. Và quyết định đặt lòng ngay. Và đó cũng là những pha bóng đáng chú ý cuối cùng trong trận đấu giữa Long An và BVF CND. Một trận đấu rất mất sức tại sân vận động Long An đã khép lại và không có bất cứ một bàn thắng nào được ghi. Lấm lem bùn đất đến từ Bảo Duy nhưng không sao cả. Đó là thành quả cho một trận đấu rất hay đến từ hai phòng ngự của đội chủ nhà. Họ bảo toàn được khung gỗ, họ không để cho khung thành của họ phải rung lên. Và một điểm là điều mà Long An đã hướng đến ở trong cuộc so tài ngày hôm nay trước khi nó được bắt đầu. Còn đối với BVF CND thì đương nhiên kết quả hòa không thể làm hài lòng được đối với Xuân Nam hay là huấn luyện viên Jeromino. Một lứa cầu thủ trẻ đầy hy vọng dành cho bóng đá miền Tây, dành cho câu lạc bộ Long An, dành cho hành trình sắp tới của họ ở mùa giải năm nay. Thêm một trận đấu nữa ở vòng đấu khai màn khép lại và không có bất cứ một bàn thắng nào được ghi. Và BVF CND có được một điểm ở ngày đầu ra quân. Và đến đây thì phần bình luận trực tiếp của FPT Play trận đấu giữa Long An và BVF CND cũng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã cùng chúng tôi theo dõi trận đấu này. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong các trận đấu diễn ra tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.